đây. Bây giờ ba anh em mình đi đâu ra? Đi xuống ruộng tách cá. Bắt cá lóc. Bắt cá đi. Cá lóc dưới nhiều lắm. Chết cái đòi bảo. Đi. Bây giờ ba anh em đi đi xúc bắt cá rô rô bí mọi người. Ra ngoài gớm mới chạy. Đi ra ruộng bắt cá rô bí. Ôi mưa rồi. Chết mồ rồi mưa rồi. Mưa này tí tắt. Tí con khỉ nó đang thui trời luôn rồi tắt. Rồi mới dừng bi ra đi ra bắt cá trời chuyển đang thui mọi người. Không biết bắt được không đây nữa. Kìa, đang thui luôn rồi. Chết cha sao quay được đây ta? Đây ra cái mương này mọi người xúc cá rô bí tát còn nổi mà tát lắm. Nhiều nước lắm mưa nữa anh tát chắc chết cái gì vậy này nếu kéo lưới thôi. Kéo lưới vào mai dưới mùng á. Chờ đắp bờ tát mọi người lấy cái xô tát khúc ghê đây, đây. Trời gặp trời chuyển mưa vậy nó không biết sao đây nữa nè. Mưa đâu? Đang thui trời mưa kìa, mưa trên chảnh này kìa. Mưa trên chảnh này kìa. Không. Trời mưa quá trời trên chảnh này kìa. Ui. Cá khô nhiều lắm. Đực luôn á. Bởi vì xúc. Cá nhóc luôn á, bếp à. Bếp chảy á. Tí cha cái mụn kéo ra. Nó mụn đậu mình kéo. Ơi lấy cái lưới kiếm cái lưới làng đó kéo được. Đó, cái đống lưới đó có lưới nhỏ không? Lưới gà. Đắp nếu mà không đắp tát thôi, đắp phải đắp cái bờ do bự ra. Chứ anh tát bắt đầu rút rồi bắt đầu nó nặng cái bờ nó bể á. Đâu nó nằm đắp vậy đó. Đâu nó bể nó rã ra. Cái cây. Trong dinh kia hết mưa hết luôn, gió thổi. Không để mưa xong rồi ra làm tiếp. Rồi đâu. Giỏi lắm. Tát được miếng rồi mọi người. Mưa dí quá trời mưa. Có cái mà em thấy á Long mà nó bự quá cái đó là kéo là ok á giờ mà phải cắt ra nó kéo là ok luôn anh Phong bởi vậy bự lắm. Cái bờ kiên cố xíu mọi người. Nãy bờ nãy nó muốn bể ra. Giờ tranh thủ tát nha. Đục. Bên đây xì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lợn mày chặt bốn con bắt kia hết trơn rồi, quý mất hết trơn rồi. Ừ, đây đây đây. Mấy con lúc rồi, bốn con. Mà vô vô vô. Hai con này. Mà vô vô vô. Trời ơi cá quá trời luôn hả mọi người ơi. Trời ông dục cái vỏ vậy luôn hết trời. Wow. Quá trời trên đây nè. Nè. Nó ngáp nó uống nước nè, nhóc. Dạ. Trời ơi nhóc nè. Nó nói quá trời luôn nè. Con chuyện đậm xuống mặn sành đi. Đó ngáp ngáp đầy á, như cái chân anh có kẹn không? Kìa. Cái chân nè. Nó cái chân kìa, đó, ừ ngáp ngáp đó đó, đầy. Nó ngáp ngáp biết đây nè, đó, ừ. Nè đây đây nữa nè, đang bơi bơi nhóc đó nó cố cầm cầm. Nó bơi. Nó ốc đơn chì à bu vàng lấy. Mẹ nó bay lên bờ luôn kìa. Ít thôi cái xả nước chạy qua đây à. Ê, con vô cho con to quá trời kìa, con vô quá trời. Lấy mẹ chạy nước, mẹ uống thì khó đây. Nhưng nó nằm, nó nằm ngàn. Mẹ chạy theo chung luôn. Nè anh Phong, nè anh Phong. Ờ, à, nó. Ê, cái tôi đồng to cho kìa. Đó. Này, nè, nè. Ở trong xô nè. Đây nữa nè. Trong đây hai ba con nằm ngáp nè. Thôi, bắt chị ở xã bên kia đi. Tự nhiên bắt bên này chưa xong chảo bên kia. Ừ. Cá quá trời luôn, cái này đang còn cá mình không? Trời ơi, cá chưa phát sóng. Ông đi ăn trộn ở miếng dán, trời ơi, cái miếng dán rồi đi kìa. Trước á, coi chồng chạy, sợ hết cá, sợ hết cá nha mọi người. Tí nữa ăn xả nó chạy hết nè, làm gì phải ngăn? Chỗ đó nó ngăn lại cho mình bắt nữa. Chưa bắt hết cá mà anh xuống anh bắt cá đi. Anh xuống anh bắt cá đi rồi lên ấy. Cái rô này á, nhưng mà nhà chị Năm không có ấy. Có tủ lạnh mới để được chứ. Xong hả? Ôi, ông bắt đằng trước cái đằng sau nhảy lung tung quá trời kìa. Đúng không? Nhỏ nó tát khô luôn đi, tôi lụm rồi. Sao à, tát khô được? Đây nè, nó chảy. Để tới chảy luôn hoài. Anh Phong, nó chảy nè, anh đắp lại đi. Đó, bây giờ mới nói. Đắp đi, đắp thêm vô. Đắp không? Lấy đất đắp vô. Đắp càng nó phải xì chứ sao? Lấy đắp đi. Lấy đất tắm vô. Cái này nó chảy đâu kìa. Cậu gói cho đi kìa. Đâu đâu ra đi cậu. Đi qua cầu đi dám. Bước qua đây. Cầu khỉ nó không dám đi. Chạy qua. Đi có sao đâu mà. Ta mạnh dạn lên. Ta không bỏ vô mịch, ta xách cho dễ. Quá trời cá luôn nha. Một nồi cá luôn. Đang đi kìa. Không kéo mang cái gì bỏ. Bước qua đi gần gần lại rồi. Bước qua cái cây bự đó đó. Nhỏ thôi. Đi chậm chậm là được. Đi lên cái đường này à, có cái đường đi á. Bờ kè á. Con đi ngang sao mà có cái đường thẳng hả anh đi nè.
đi ngang ra, đi ngang qua, đi xuống. Ở đây còn nhiều cá hơn mình á nhỉ. À, bước xuống xong rồi đi ngang. Quên mình làm gì có cá. Đi, đi dọc. Đi dọc qua đây nè. Chào bá luôn, ba ngón tay luôn á. Đâu? Nè. Nhảy đi hả? Trong cổ nè. Dở lên coi. Đi đây, đi đây, xong rồi đi đi tới cái bờ mương đi. Đi đây, đi đây. Bên đây cũng có nè ông nội. Anh quay hoài luôn ha. Thôi thôi tắt. Ngổ không lấy, vừa lấy cái thùng lấy cái ngổ. Em máy xuống bắt cá luôn mọi người. Cái gì vậy? Chuẩn bị đắp ở trên đây khúc nữa nè. Chút xả cái này ra. Bắt khúc này nha mọi người. Bắt hết khúc dưới đây. Đuối như chiếc chuối luôn á. Đau lắm rồi mới đi bắt cá mọi người. Vui vui lắm. Trời, tóc ướt quá, buồn ướt luôn. Vui ơi là vui. Cá quá trời luôn nè. Đủ thứ loại cá hết. Nè. Nhảy. Xình sâu quá trời. Rồi đưa cái thùng đó cho mấy mình. Bắt đồng mà kêu hết cá. Bắt hết luôn mọi người. Nay bắt hết luôn. À, con nào ăn được ăn, còn không cho vịt nuôi vịt nha mọi người. Cho bà chị bà nuôi vịt mấy vịt bà vịt xiêm trên kia kìa. Cho bà nuôi vịt. Chủ yếu là mấy chị mấy anh em Sài Gòn về Đồng Tháp trải nghiệm bắt cá chơi nha mọi người. Mệt lắm, mệt mà vui. Thở không ra hơi luôn. Xình ta sánh lên tới hồi kỹ á, mấy cái lỗ này nè, cái rô tôi đây nè. Xong chưa, hết chưa, khai mương nha. Chưa đâu, nhiều chưa. Lắm. Cái rô nhóc đây nè, đó cái lóc nè. Làm trong gọt chưa xong nữa. À. Cái lóc nè. Chút khai ra là phải chặn rổ á, chứ chặn cá trên kia nhiều lắm. Cá trên đó. Đắp cứng chưa? Trời ơi, nghĩ sao à, anh đắp là có cái kia, ok. Anh thấy em không có ấy rồi đó. Hả? Không ok rồi đó. Mà em, anh hứa anh chắc em không? Chạy. Anh nghĩ nó chạy qua đó. Không thể chạy được. Nhưng mà có lại cái là nó nặng luôn à. Có một tấm ván phải chặn ngang cái là ba cây là cấm đó, là bảo đảm anh luôn. Nặng luôn rồi. Đó. Hả? Kìa kìa. Ai kêu mày tắm sớm. Nhiều lắm nè. Tìm người em xuống trải nghiệm bắt cá luôn mọi người. Nó xình sâu lắm. Lội xuống mà mọt kể. Tới ống chừng. Nhét nhét sao bắt được. Lẹ nha bà. Thôi chứ mày không có cứu mà không có thấy. Bắt lẹ nha, bờ có nguy cơ bể rồi nha. Trời ơi, vậy trời, cái mặt chắc như con mèo luôn quá. Đâu? Á đồ, dính luôn chân. Đâu? Trời ơi, bắt xong. Rồi, cờ gót lội xuống bắt luôn không? Lấy cái gì bỏ vô á, lấy cái cây. Cái xuống. Xuống bắt luôn đi con. Ok, quất luôn, chút về tắm. Phải cột cao cái đầu lên. Ờ, cột đầu cao lên. Còn đồ bận không á? Hồi mẹ la đó. Ủa, tắm chưa? Tắm rồi. Thôi thôi, đứng chỉnh luôn đi. Xong rồi đi tắm tiếp. Đúng rồi con. Thôi, đầu tóc nó bụm thường, nó chạy xuống. Lấy lúa ra, lấy ra cỏ, cột lại ra. Con này nó trốn trong đây mà tao tới nãy giờ nó nằm. Gặp hết mẹ. Cái nước qua đi mày. Cái xỉnh đó Dung. Dung. Nãy giờ mày bắt được con nào chứ Dung? Ông nằm vô quần tao nè. Mày thấy nhẹ nhẹ mày bắt được. Nãy chạy nước rồi à. Nãy có hai con liên tiếp không chịu. Bắt vậy luôn, Long kiếm lịch hả? Luôn. Chặt. Đồng á. Nước nó chạy xuống đây đi bắt nè. Đây bắt trong gỗ nè bắt đi rồi. Đi quần tự nhiên. Đây xả lỗ rồi đi. Xả lỗ rồi đừng xả nhiều nó bẻ quá xíu khỏi đã không đắp được cái nha. Một góc thôi. Để nó gỡ ra. Xả nhiều quá bẻ xíu đắp không được. Cá xình gì đâu mà sâu hết cái thùng gì mà nó nặng
cái nó có nhìn chú Long rồi nè. Mẹ, em nó có rửa không? Không có rửa nhớ. Không có rửa. Không có rửa nữa. Cá chưa qua đâu, chưa hết rồi chưa. Ôi cá nó mừng quá trời. Cá nó mừng quá trời. Cuốn sống đó. Tiếp tục bắt tăng hai. Đi bên ruộng em lấy chân em đạp vô, em lấy chân em đạp em dậm vô á, chứ ấy không xì về đâu, dậm mạnh vô á không có xì ít rồi. Con chim chép á. Có sống không? Có con chết rồi. Luôn hết. Không bộ tổ. Con cái vô. Để đừng nhảy vô mặt nha. Rô bí nha mọi người. Xíu về làm món chiên giòn đi. Chiên giòn cuốn cuốn bánh chén. Cuốn chén là đâm mắm mà chấm. Không ấy hả? Ủa cái này mà tới dành gì? Này chiên giòn cuốn chén thôi, đâm mắm. Gọi cá nhảy. Khùng quá không? Cá vô nhảy. Đây này vô, ơi cá đi, cá kia, cá kia. Chị bắt đây. Rồi. Ba em đã bắt con cá rồi. Muốn gì nha? Anh, ai đó con cua. Cá gì vô? Nãy giờ chị thấy không? Hết giờ rồi đó, lên tắm rửa hết giờ rồi. Đó, rô bí đó không? Ba rô bí nè. Chúng ta kiếm dĩa thôi. Cuốn ăn chơi. Đổi ăn nhiều nhiều đi. Cá kia. Cá kia.
đây nè. Hai con liên tiếp tụi mày nè. Thôi bắt cá đi, được rồi, nó xị nó đâu xin nhai rồi. Rùa bí không nha mọi người. Xong chưa? Cái gỗ rồi không? Chị. Ê, cá đâu? Đâu? Đó, chị chút mà. Nè. Dữ lắm, hồi nãy chỗ này nè. Nè. Có gì là bên kia. Đầu kia nó nhỏ hơn. Cá nè. Cá nhỏ. Vì là hết cá rồi. Cá từ lâu mới tắm rồi. Rửa đồ luôn nha, rửa phòng rửa gì luôn nha. Rồi. Rồi bán đây hả? Gỡ lên chứ đem vô chứ. Rồi thôi mà xong rồi mọi người. Giờ nghỉ đi, đi vô lựa mớ cá rô bí rồi chiên chiên giòn lên cuốn chán mọi người. Tính làm nữa mà thôi mệt quá. Thôi. Đi lên trên đây nè, anh ba đây rửa, ngồi anh ba mình rửa. Thôi xong rồi kết thúc nha mọi người. Rửa đi, rửa chân rồi lên đi em ơi. Lần đầu tiên làm chuyện ấy. Rồi.